Xin chào các bạn, chào mừng đã trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review một bộ phim thuộc một thể loại mà trước giờ mình chưa từng review ở trên kênh YouTube này. Đó là thể loại phim tình cảm học đường hay tiếng Anh là Teenage Romcom. No, no, please. Tên bộ phim này là To All the Boys I've Loved Before, tựa Việt là Những chàng trai năm ấy. Và bộ phim này thực ra không chỉ có một phần mà đến giờ nó đã ra được 3 phần rồi. Phần đầu tiên thì nó ra mắt vào tháng 8 năm 2018, tức là đúng mùa tựu trường. Nhưng mà sau đó kể từ phần 2 trở đi thì nó đã bắt đầu ra mắt vào dịp lễ Valentine hàng năm. Cụ thể là phần 2 có tên PS I Still Love You, nghĩa là tái bút em vẫn yêu anh, thì nó chuyển sang ra mắt vào lễ Valentine năm ngoái, tức là năm 2020. Và cuối cùng phần 3 là Forever and Always, dịch ra là luôn yêu anh mãi mãi, thì vừa mới lên sóng Netflix cũng vào dịp Valentine năm nay. Vậy có nghĩa là trong video này mình sẽ không chỉ review một phần mà mình sẽ review kết hợp cả 3 phần của cái loạt phim To All The Boys này luôn. Và nếu các bạn có hứng thú thì hãy tiếp tục xem nhé. À nhưng trước tiên, giống như những video gần đây mà mình làm thì mình lại phải lướt qua một chút về tập mới nhất của series truyền hình siêu anh hùng WandaVision mà mình đang rất mê. Thứ sáu vừa rồi WandaVision đã ra mắt tập áp chót, tức là tập 8. Và nói thật, lúc xem tập này xong thì mình... phản ứng của mình... Trong video tuần trước, mình đã ra một giả thuyết về WandaVision. Sau khi mình xem tập 7 thì mình đã ra một giả thuyết. Và đến tập vừa rồi thì tuy rằng giả thuyết của mình chưa được chứng minh là đúng, nhưng mà mình nghĩ nó cũng phải đúng được một nửa rồi, tức là nó đã tiến kha khá gần đến việc trở thành sự thật. Và mình rất là tự hào vì điều này, bởi vì như mình đã nói rất nhiều lần, mình là một fan của nhân vật Scarlet Witch trong truyện tranh Marvel. Đây là một trong những nhân vật mình yêu thích nhất và mình đọc rất là nhiều câu chuyện về chị này. Thế cho nên khi mà giả thuyết mình đặt ra cho nhân vật này trên phim nó đúng ý, thì mình cảm thấy như kiểu là tình cảm của mình được đáp lại. Nếu các bạn chưa xem video của mình tuần trước và chưa nghe cái giả thuyết của mình về WandaVision thì hãy ấn vào cái link ở trên này, mình sẽ dẫn link ở trên đó. Nhưng mà đại khái trong video đó thì mình đã đặt giả thuyết là Wanda Maximoff mang sức mạnh của một ác quỷ tên là Thon, lại phải đánh vần lại lần nữa là Chthon, nhưng mà cái âm CH trong tiếng Anh nó câm. Mình rất muốn đọc là Chthon hoặc Chthon bởi vì nghe nó hay hơn, nhưng mà thực sự cái tên này chỉ đọc là Thon thôi. Đấy, tên ác quỷ này là một vị ác thần cổ xưa của trái đất, và hắn sẽ lợi dụng Wanda để phục vụ cho mục đích đen tối của gã trong các tập tiếp theo, cụ thể là hai tập 8 và 9. Ác quỷ Thon thì sở hữu ma thuật đặc trưng tên là Chaos Magic, nghĩa là ma thuật hỗn mang. Đây là một thứ ma thuật rất hiếm và đặc biệt trong truyện tranh Marvel, chỉ có Thon và những kẻ liên quan tới Thon mới sử dụng được thôi. Và nó hoàn toàn khác với thứ phép bình thường của Scarlet Witch hay sử dụng. Các bạn nhớ nhá, cái phép màu đỏ mà Scarlet Witch hay vận dụng ra ấy, thì nó không phải là Chaos Magic, nó được gọi là Hex thôi, là Hex, trong tập vừa rồi cũng đã nói rồi. Did you stop that bomb? What? Used a probability hex. Còn phép của ác quỷ Thon mới gọi là Chaos Magic, nghĩa là khi Wanda sử dụng Chaos Magic thì tức là cô ấy đang được liên kết với ác quỷ Thon. Ở tập vừa rồi, mụ phù thủy Agatha Harkness, tức là Agnes, đã xác nhận rằng khi Wanda tạo ra bùa phép khổng lồ mà biến đổi cả cái thị trấn Westview thì cô không dùng phép Hex bình thường của mình nữa, cô ấy đã sử dụng Chaos Magic rồi. Your children, vision, this whole little life you've made. This Chaos Magic, Wanda. Nghĩa là giả thuyết về ác quỷ Thon chiếm hữu Wanda hoặc là lợi dụng Wanda của mình ở video trước nó đã có khả năng thành sự thực hơn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, WandaVision chỉ còn đúng một tập cuối thôi. Nó có tổng cộng 9 tập mà bây giờ đã qua 8 tập rồi. Mình cũng không hy vọng là trong một tập đó ác quỷ Thon có thể xuất hiện hoành tráng như là mong đợi của mình. Nhưng mà sau khi xem tập 8 thì mình cũng đoán mò, mình cũng liều đoán rằng nội dung của tập cuối cùng có thể sẽ như sau. Trong đoạn after credits ở tập 8 vừa rồi thì chúng ta đã thấy cái xác người máy của Vision tiếp xúc với phép của Wanda và sống dậy. Vấn đề là thứ phép mà nó tiếp xúc như mình đã nói là Chaos Magic, một thứ ma thuật hỗn mang nguy hiểm của ác quỷ Thon, chứ không phải là cái phép màu đỏ bình thường của Wanda. Thế cho nên nếu giả thuyết của mình là đúng và thực sự ở tập sau con ác quỷ Thon ở trong truyện tranh Marvel xuất hiện ở trên phim thật, thì mình đoán là hắn sẽ nhập vào xác của Vision, nhập vào cái xác người máy đấy và đe dọa đến cả trái đất. Wanda sau đó vì muốn bảo vệ thế giới nên sẽ buộc phải phá hủy thân xác Vision để tống khứ ác quỷ đi. Nếu mà thực sự nội dung của tập cuối nó như thế thì nó sẽ khá là ý nghĩa, bởi vì các bạn để ý, cái theme, cái chủ đề nói chung của series WandaVision này là sự ích kỷ, là cái sự gọi là gì nhỉ? Sự mưu cầu cái hạnh phúc cá nhân của Scarlet Witch. Đấy, tức là vì cô ấy muốn được hạnh phúc bên cạnh Vision,
vì cô ấy muốn bản thân được hạnh phúc nên là cô ấy đã lợi dụng cả một thị trấn, cô ấy đã biến đổi cả một thị trấn, biến cả một thị trấn thành con rối do mình thao túng. Nếu mà trong tập cuối cô ấy buộc phải hy sinh cái người mình yêu thương nhất để bảo vệ nhân loại, bảo vệ những cái người xung quanh, thì nó sẽ khiến cô ấy chinh phục được cái sự ích kỷ, cái sự mưu cầu lợi ích, cái sự mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Đấy, tức là nó sẽ tạo ra một cái kết, một cái mở nút thắt cho cái phim, cái chủ đề sự ích kỷ của cả cái series WandaVision này. Ở video trước mình cũng nói rồi là trong truyện tranh, ác quỷ Thorn hay nhập vào thân xác của một người hùng nào đó và gây ra tai ương thông qua vật chủ đấy, chẳng hạn như là Wanda hay là Pietro Quicksilver. Nên giờ nếu được đưa lên phim thì có lẽ cũng không ngoại lệ, hắn sẽ nhập vào cái thân xác máy của Vision, tức là cũng thông qua một vật chủ. Đấy, chúng ta hãy cùng chờ xem ở tập sau dự đoán này của mình có đúng không nhá. À, và còn một giả thuyết nữa, nhưng mình sẽ không gọi nó là giả thuyết bởi vì thực sự nó chưa có căn cứ gì cả, nhưng mà mình vẫn rất là mong điều này có thể xảy ra trong tập cuối WandaVision tuần sau. Đó là mình mong muốn trong tập 9 sẽ có sự ra mắt của một nhân vật dị nhân. Tại sao mình lại muốn thế? Bởi vì trong truyện tranh, nhân vật Wanda vốn có nguồn gốc dị nhân. Tuy là gần đây cái gốc gác này bị thay đổi, nhưng mà suốt nhiều chục năm trước đó thì các fan Marvel hầu như đều biết đến Wanda với tư cách là con gái của dị nhân Magneto, tức là kẻ thù của nhóm X-Men. Trước đây hãng Marvel không được phép làm phim về dị nhân bởi vì hãng khác nắm bản quyền, trừ hai anh em Wanda, Pietro, vì hai anh em này vừa là dị nhân vừa là thành viên của nhóm Avengers, mà bản quyền Avengers thì may thay là Marvel vẫn nắm giữ. Thế cho nên Wanda và Pietro được xuất hiện trong vũ trụ MCU từ năm 2015. Nhưng mà mới đây Marvel đã lấy lại được bản quyền làm phim về dị nhân, nghĩa là từ nay một dị nhân hoặc một thành viên nhóm X-Men hoàn toàn có thể xuất hiện trong phim Marvel bất cứ lúc nào. Và còn nơi nào khác hợp lý hơn để debut các nhân vật dị nhân là trong WandaVision, một bộ phim xoay quanh một cô nàng cựu dị nhân là Wanda Scarlet Witch. Đấy, các bạn thử tưởng tượng ở tập cuối WandaVision đột nhiên Magneto xuất hiện và tự xưng là cha đẻ của Wanda thì cả cộng đồng fan Marvel sẽ nổ tung như thế nào. Nghĩ đã thấy thích rồi đúng không? I am your father. Mình biết là ở các tập trước đã có một gương mặt từ loạt phim X-Men xuất hiện rồi, đó là Pietro Quicksilver. Nhưng mà đó chỉ là một ảo ảnh thôi, và có lẽ là anh này sẽ không tái xuất trong những bộ phim khác của Marvel nữa. Thế cho nên là mình rất mong sẽ có một dị nhân khác xuất hiện ở trong tập cuối. Thực sự là càng xem WandaVision thì mình càng thấy có nhiều manh mối có thể liên kết đến dị nhân hơn. Thế cho nên là trong tập cuối mà có một dị nhân xuất hiện thì chắc mình leo lên mái nhà để mình hù hét luôn. Ok, nói nhiêu đó về WandaVision thôi. Bây giờ mình sẽ trở lại chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là bộ phim. Đúng ra là bộ 3 phim tình cảm tuổi teen là To All The Boys I've Loved Before. Những bạn nào đã xem các video trước của mình thì hẳn là sẽ biết thể loại phim mình yêu thích nhất là thể loại fantasy, tức là hoang đường kỳ ảo như là Chúa Nhẫn, Game of Thrones hay là Harry Potter. Mình nói rất nhiều lần rồi đúng không? Nhưng mà mình chưa từng nói cho các bạn biết thể loại mà mình ghét nhất là gì. Hôm nay mình sẽ nói luôn, đó chính là cái thể loại tình cảm học đường. Mình ghét đến mức mà mình hình thành nên thành kiến đối với cái thể loại này luôn. Cứ bất cứ phim nào mà mình thấy có dán nhãn là tình cảm học đường thì mình lập tức sẽ coi là cái phim đấy không hay và mình sẽ né ra xa nhất có thể. Từng có thời mình không hiểu lý do vì sao mình lại ghét cái thể loại phim tình cảm đấy, bởi vì chuyện tình cảm mình vẫn rất là thích đọc. Mình rất là thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, rồi là những cái chuyện thanh xuân vườn trường mình rất là thích, nhưng không hiểu sao cứ lên phim là mình chạy mất dép luôn. Với một cái niềm căm ghét mãnh liệt như thế thì chuyện mình chịu xem một bộ phim tình cảm học đường như To All The Boys I've Loved Before có xác suất gần như bằng không. Nhưng mà chuyện đó đã xảy ra. Mà mình không phải xem phim này một cách tình cờ nhé. Nếu mà mình tình cờ xem hoặc là một người khác lôi kéo mình xem thì còn hiểu được đúng không? Đằng này mình còn chủ động đóng tiền Netflix để xem phim này cơ. Mình không đùa đâu nhá. Tức là trước đây thì tất cả những phim Netflix mà mình xem, kể cả phim The Witcher, mình đều tải lậu từ trên mạng về, chứ không phải là mình đóng tiền để xem trên Netflix. Nhưng đến cái phim này, một bộ phim tình cảm học đường, một bộ phim thuộc thể loại mà mình ghét nhất, thì mình lại tự giác lập tài khoản Netflix và mở hầu bao ra để xem nó một cách chính thức. Tại sao lại thế? Tại sao mà đột nhiên mình lại có hứng thú với một bộ phim tình cảm học đường đến mức đó? Cái gì đã lôi kéo mình để mình xem bằng được cái phim đấy? Câu trả lời rất đơn giản, đó là bài hát chủ đề của nó. Đấy, nếu mà các bạn xem những cái video trước mà mình làm rồi thì hẳn các bạn sẽ biết là mình rất chú trọng phần nhạc phim mỗi khi mình xem một bộ phim gì đó. Đối với mình thì nhạc phim không chỉ tạo ra âm hưởng, không chỉ tạo ra bầu không khí ở trong phim. Nhiều khi mình có thể mở một bài nhạc phim ra và khi mình nghe trong đầu mình tự động tưởng tượng lại được toàn bộ cái cảnh
trong phim mà đi kèm với cái bài nhạc đấy mà mình không cần xem lại bộ phim đấy luôn. Tức là với mình, nhạc phim đôi khi nó chính là cái bộ mặt của cả bộ phim luôn, và chính bài nhạc chủ đề là thứ đã lôi kéo mình đến với cái phim To All The Boys I've Loved Before này. Chuyện là một ngày mình đang dùng YouTube thì đột nhiên cái quảng cáo của phim này bật lên, và bởi vì cái quảng cáo đấy không thể skip được nên là mình đã phải ngồi xem hết. Và khi bài hát chủ đề của phim này là bài I Like Me Better của nhóm Love, L-O-U-V, cái bài đấy vang lên ấy, thì mình bị đánh gục toàn tập luôn. Cái beat của bài này nghe rất là lôi cuốn. Lúc mà nghe bài này mình có cảm giác như là đang đi nghỉ hè, như kiểu đang đi du lịch xa với bạn bè. Tức là nó vừa sôi động, vừa trẻ trung, vừa có một cái chút chill gì đó rất là hay. Đấy, nếu các bạn chưa nghe bài này thì các bạn hãy nghe thử đi, dù mình nghĩ là có khi các bạn đã nghe rồi, bởi vì bài này rất là nổi tiếng và nó được rất là nhiều người cover. Khi mà mình thấy cái bài nhạc chủ đề của bộ phim này hay đến thế thì mình có linh cảm chuyện tình trong phim này nó sẽ là một chuyện tình mà mình ngấm được. Nó sẽ không quá xến, không quá nhảm nhí, không quá ồn ào, mà nó sẽ hiện đại, nó sẽ hợp thời. Đấy, thế là bằng một động lực chưa từng có, mình đã lặn lội đi mua tài khoản Netflix về để xem cho bằng được cái phim To All The Boys I've Loved Before này. Và quả thực mình đã đoán đúng, cái phim này đã không làm cho mình thất vọng. Nội dung của phim này xoay quanh một cô bạn học sinh cấp 3 người Mỹ lai Hàn Quốc tên là Lara Jean Carvey. Bố của cô bạn này là người Mỹ, còn mẹ cô là người Hàn Quốc nhưng mà đã mất. Cô có một chị gái lớn tên là Margot và một em gái út tên là Kitty. Từ bé, Lara đã là một người rất tình cảm và mơ mộng. Cô nàng có một thói quen khá thú vị là mỗi khi crush một cậu bạn nào đó, dù là lúc học tiểu học hay là lên trung học, thì Lara đều viết một lá thư tay, chút hết nỗi lòng của mình cho đối phương vào đó, rồi bỏ vào phong bì dán lại và đem cất đi. Tới khi học cấp 3 thì Lara đã có tổng cộng 5 lá thư, trong đó lá thư gần nhất, tức là crush hiện tại, là anh chàng hàng xóm tên là Josh. Tuy nhiên Josh lại là bạn trai cũ của chị gái Lara, tức là Margot. Và dù hai người mới chia tay, còn Margot hiện đang du học xa, nhưng mà Lara vẫn quyết tâm không theo đuổi Josh bởi vì không muốn chị gái mình thiếu thoải mái. Vấn đề là một ngày kia, cô em út của Lara là Kitty tìm ra cả năm lá thư đó và gửi hết chúng đi cho các crush của Lara. Khi biết tin thì Lara không lo lắm về 4 lá thư đầu tiên bởi vì những lần crush đó thì đã nằm xa trong quá khứ rồi. Nhưng mà riêng lá thư gửi cho Josh thì làm cho cô rất hoảng hốt. Để tránh bị Josh tra hỏi thì Lara đã nhờ đến một cậu crush khác mà cô thầm thích năm lớp 7. Giờ vẫn học cùng trường cấp 3 với cô, tên là Peter. Peter thì vừa mới chia tay cô nàng đỏng đảnh mà Lara ghét nhất trong trường và đang muốn làm cho cô bạn gái đó tức. Thế cho nên hai người họ bèn bày ra cái trò giả vờ hẹn hò. Như thế Lara vừa trốn tránh được Josh mà Peter vừa làm bạn gái cũ ghen được. Và tới đây một motif kinh điển xuất hiện, đó là hai người trong lúc hẹn hò giả lại bắt đầu phải lòng nhau thật. Đến cuối phim cả hai rốt cuộc không phủ nhận tình cảm này nữa và chính thức trở thành một cặp. Câu chuyện tình của họ cứ thế tiếp diễn sang phần 2 và phần 3. Ở mỗi phần họ lại gặp một trở ngại khác nhau, như là ở phần 2 thì bạn gái cũ của Peter muốn tái hợp, còn Lara thì dần thân thiết với một anh crush khác cũng nhận được thư của cô. Sang phần 3 thì hai người đỗ vào hai trường đại học ở hai đầu đất nước và phải phân vân không biết có yêu xa được không. Nhưng sau mỗi phần To All The Boys thì Lara và Peter đều nhận ra họ rất hợp nhau và tình yêu của họ lại vượt qua mọi rào cản để tiếp tục đơm hoa kết trái. Sau khi nghe đoạn tóm tắt nội dung vừa rồi của mình thì hẳn nhiều bạn đang nghĩ phim To All The Boys I've Loved Before chả có gì đặc biệt, mà chả hiểu sao mình lại khen nhiều đến thế. Cái motif hẹn hò giả vờ ở trong phim này nó không hề mới gì cả, mà đã có cả nghìn phim trước đó sử dụng rồi. Mình đồng ý điều đó. Thứ duy nhất mới mẻ trong phim này chỉ là cái chi tiết viết thư tình rồi sau đó cất đi thôi, nhưng mà nó cũng không quá nổi bật để trở thành điểm mạnh giúp cho To All The Boys vượt xa các phim tình cảm khác được. Sau khi xem xong phim To All The Boys I've Loved Before thì mình đã rất băn khoăn, bởi vì mình biết rõ là mình thích nó, mình biết rõ là mình cảm thấy nó rất đáng yêu, nhưng mà mình không thể xác định được cụ thể điều gì đã làm mình thích nó. Tức là mình không thể chỉ rõ, không thể khoanh vùng được lý do vì sao mà một người vốn rất là ghét cái thể loại phim tình cảm học đường như mình lại thích được nó. Mình đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng đột nhiên tới một hôm mình ngộ ra lý do mình có thiện cảm với cái phim To All The Boys này là bởi vì nhân vật chính của nó rất tự tin và rất tỉnh táo. Bây giờ các bạn thử nhớ lại những cái bộ phim tình cảm học đường phổ biến từ trước đến nay thì các bạn sẽ hiểu ngay ra cái ý của mình ở đây là gì. Trong hầu hết những cái phim thuộc thể loại này thì nhân vật chính dù là nam hay nữ đi chăng nữa thì đều có đặc điểm chung là rất gượng gạo,
rất ngượng nghịu, rất lúng túng. Và khi yêu đương rồi thì họ làm những trò rất vớ vẩn, rất ngốc nghếch. Và họ vướng vào những cái hoàn cảnh rất là khó xử, khiến cho không chỉ người yêu mà ngay cả những người xung quanh cũng rất là mất thiện cảm với họ. Những cái yếu tố đấy tạo cho nhân vật chính ở trong đa phần phim tình cảm học đường một cái sự dở hơi, một cái sự đáng xấu hổ. Và đây chính là nguyên nhân chính khiến mình không thể xem được cái thể loại này. Mỗi khi mình thấy một nhân vật phim tình cảm học đường vướng vào những chuyện hiểu lầm hay là mắc lỗi ngớ ngẩn ý, thì mình toàn phản ứng như này, kiểu nó giống y như cái phản ứng của chúng ta khi mà xem phim kinh dị rồi thấy nhân vật chính cứ một mình mò mẫm xuống cái hầm tối mà không rủ ai đi theo. Khi xem những cái nhân vật như thế, mình chỉ biết co rúm lại trên ghế bởi vì mình không thể chấp nhận được cái sự ngu ngốc của họ. Đành rằng mình biết là hồi cấp 3 thì chả mấy ai yêu đương một cách tỉnh táo hay tự tin được. Bản thân mình cũng thế, hồi cấp 3 lúc mà mình crush một ai đấy thì mình hành xử điên khủng lắm. Bây giờ mình nhớ lại mình chỉ muốn đâm đầu vào tường. Vấn đề là dù chuyện đấy có phổ biến đi chăng nữa thì mình cũng không muốn thấy nó ở trên phim. Mình vốn đã ghét những cái chuyện yêu đương ngốc nghếch ở ngoài đời rồi thì làm ơn đừng sát muối vào lòng mình bằng cách tái hiện lại những cái chuyện đó ở trên màn ảnh nữa. Không ai cần phải chứng kiến thêm những cái chuyện trẻ trâu đáng xấu hổ ấy đâu. Dù mình không ý thức được điều này nhưng mà trong suốt nhiều năm trời mình đã tha thiết muốn có một bộ phim tình cảm mà trong đó hai nhân vật chính bình tĩnh, biết suy nghĩ, xử sự một cách chín chắn, ít hiểu lầm nhau và khi xích mích thì cũng xích mích một cách hợp lý, chứ không phải giận nhau ẩm ương vì mấy lý do kiểu vớ vẩn tầm phào. Và may thay là vào lúc mà mình gần như mất hết niềm tin vào cái thể loại tình cảm học đường thì cái phim Two Other Boys I've Loved Before này đã xuất hiện và giải cứu mình. Mình không nói đây là một bộ phim không xến nhé, các bạn đừng hiểu lầm, cả ba phần của Two Other Boys đều xến, thậm chí càng về sau độ xến càng cao, xem nhiều khi rùng cả mình. Nhưng như mình đã nói, cái nhân vật nữ chính trong phim này là Lara Jean hành xử một cách rất tự tin và tỉnh táo. Chẳng hạn ở phần 1, Lara Jean vốn là một người mọt sách và quen biết hẹp, còn Peter là một cầu thủ nổi tiếng ở trong trường. Lúc hai người này giả vờ hẹn hò thì hẳn chúng ta sẽ nghĩ là Lara sẽ rất e dè và nhút nhát, tự ti, rồi làm những cái chuyện khiến bạn trai xấu hổ đúng không? Nhưng mà không, cô bạn này dù đang đi cạnh một anh chàng rất nổi tiếng nhưng vẫn giữ được sự tự tin của mình. Tự tin như thế nào? Cô ấy không thích tiệc tùng, nhưng mà khi anh bạn Peter này rủ đi tiệc thì cô ấy vẫn đi và rất thoải mái trò chuyện kết giao bạn bè. Cô ấy không thích đi tham quan với trường, nhưng mà khi đã quyết định đi thì cô ấy không suốt ngày quấn lấy anh kia, không lon ton đi theo anh ấy khắp nơi mà chủ động chơi với hội bạn của mình, chủ động tìm cách tận hưởng mà không dựa dẫm vào bạn trai. Chưa hết, cái cô Lara này còn thoải mái lôi kéo anh bạn trai Peter tham gia những cái thú vui và sở thích của cô ấy, như là xem phim lãng mạn hay là nướng bánh. Ở những cái phim tình cảm học đường khác thì kiểu gì cũng ngược lại đúng không? Tức là nhân vật chính rất rụt rè, dù có sở thích riêng nhưng mà không bao giờ dám nói cho người yêu. Phải đến một hôm người yêu tình cờ phát hiện thì mới ngượng ngùng khoe ra. Đấy, nghe đã thấy nhẵn mặt rồi đúng không? Nhưng mà cái phim Two Other Boys này thì nó không đi vào cái lối mòn như thế. Mọt sách là một chuyện, vòng bạn bè không lớn là một chuyện, nhưng mà cái cô bạn này vẫn giữ được cái sự độc lập, vẫn giữ được cái sự tự tin của mình. Đấy là điều mình rất là thích. Sang phần 2 là phần PS I Still Love You thì xảy ra một chuyện khác. Đó là việc anh bạn trai Peter này cứ đi gặp gỡ bạn gái cũ. Và cái cô bạn gái cũ này thì là một người bạn chơi cùng ngày xưa của Lara Jean, nhưng mà tới bây giờ thì hai người rất là ghét nhau. Nếu là một phim tình cảm học đường khác thì thể nào cũng sẽ đi theo một trong hai cái lối mòn. Đó là một, cô nàng này sẽ ghen xong tìm cách trả đũa dùm beng lên. Hai là cô ấy sẽ chìm đắm trong tự ti và mặc cảm. Nhưng lại một lần nữa, ở phần 2, cái cô bạn Lara Jean này lại làm mình bất ngờ. Khi mà đối mặt với chuyện anh người yêu của mình cứ đi gặp bạn gái cũ thì Lara Jean sau một hồi suy nghĩ đã quyết định không phải hẹn gặp anh ấy mà hẹn gặp cái cô bạn gái cũ kia. Và không phải hẹn gặp để đánh ghen kiểu kém sang đâu nhá. Cô này hẹn gặp ở trên một cái nhà cây rất là ấm cúng, rất là dễ thương. Và những cái câu đầu tiên mà cô ấy nói với cô bạn gái cũ kia thì cũng hoàn toàn không liên quan gì đến anh bạn trai cả. Mà cô ấy hỏi những chuyện như là: tớ nhớ ngày xưa chúng mình chưa rất thân, nhưng sau đó đột nhiên bọn mình lại ghét nhau, tại sao nhỉ? Tại sao hồi đấy cậu lại ghét tớ? Các bạn thấy không? Tức là nếu mà cô bạn Lara này vừa vào đã chất vấn ngay là sao cậu lại gặp riêng bạn trai tớ thì đấy giống như là đánh ghen rồi. Nhưng mà không, cô ấy quyết định là sẽ giảng hòa với cô bạn kia trước. Tức là cô ấy xác định mình không phải đang đi gặp tình địch mà mình đang đi gặp một người mà mình từng xích mích, để giải quyết những mâu thuẫn giữa mình và cô bạn đó đã, rồi sau đó mới bàn đến anh bạn trai sau. Ở phần 1 mình đã thấy cô ấy tự tin, sang đến phần 2 mình lại tiếp tục thấy cô ấy tỉnh táo. Chính cái sự tự tin tỉnh táo này là thứ khiến cho nhân vật chính Lara Jean Covey của Two Other Boys vượt xa những cái nhân vật dở hơi ẩm ương trong những cái phim tình cảm học đường khác. Và cũng chính cái sự khác biệt này đã khiến cho mình thích cái bộ phim Two Other Boys I've Loved Before này, thích đến mức mình bắt đầu nộp tiền cho Netflix để có thể xem nó một cách đường đường chính chính luôn. Về dàn diễn viên ở trong phim thì dù nhân vật chính của Two Other Boys là một bạn nữ lai Hàn,
Nhưng mà diễn viên thủ vai này lại là người gốc Việt. Tên Việt gốc của bạn ấy là Trần Đồng Lan. Bạn ấy sinh năm 1997 ở Cần Thơ và là trẻ mồ côi. Khi được vài tháng tuổi thì bạn ấy được một cặp đôi người Mỹ nhận nuôi và chuyển sang định cư tại Mỹ lấy tên là Lana Condor. Sau khi trở thành người nổi tiếng thì cô bạn Lana này có nhiều lần về thăm Việt Nam và hay kể về Việt Nam một cách rất tự hào. Đây là điều mà mình rất có thiện cảm. Gia tài phim của Lana Condor hiện tại chưa nhiều nhưng mà trong đó có rất nhiều bom tấn khủng như là X-Men hay Alita Battle Angel. Mà mình xem diễn xuất của bạn này thì dù chưa đột phá lắm, chưa xuất thần lắm nhưng mà bạn ấy khá có duyên và khá có sức hút. Ngược lại hoàn toàn với điều đó là anh chàng đóng vai Peter, tức là diễn viên nam chính, Noah Centineo. Sau khi đóng True Other Boys thì Noah cũng nổi lên rất nhanh với hình tượng bạn trai ấm áp, vui tươi, nhiệt tình. Nhưng mà sau đó bạn ấy đóng nhiều phim khác và diễn những cái vai cứ na ná nhau, dù là trong Netflix hay ngoài Netflix, làm cho khán giả dần dần nhận ra rằng tài năng của bạn ấy giới hạn và bạn ấy diễn rất là một màu. Chưa kể trên mạng xã hội thì cậu bạn Noah này thường xuyên đăng những cái status deep dởm, những cái câu có vẻ triết lý nhưng mà thực ra rất là tối nghĩa. Thế cho nên bây giờ cũng không có nhiều người thần tượng Noah Centineo như hồi mới đóng True Other Boys nữa. Các bạn nhớ cẩn thận khi mà xem những cái phim có mặt anh bạn này nhé. Ok, vừa rồi là những đánh giá và bình luận của mình về bộ phim tình cảm học đường True Other Boys I've Loved Before. Mình nhắc lại là dù mình thấy phim này dễ xem hơn so với những cái phim cùng thể loại, dù nhân vật chính của nó rất tự tin, rất tỉnh táo như kiểu một luồng gió mới mẻ thổi vào cái thể loại này, nhưng mà mình vẫn không phủ nhận là cả 3 phần phim này đều xến, nhất là cái phần 3, tức là phần gần nhất ý, nó xến đến mức mình lúc xem mình phải tua nhanh. Đây là một cái điều mà mình chưa từng gặp với hai cái phần trước. Nên là nếu các bạn cũng ghét cái thể loại phim tình cảm học đường như mình và xem đến đây các bạn cảm thấy vẫn không có hứng thú thì tốt nhất là thôi đừng xem phim làm gì. Còn nếu xem đến đây mà các bạn cảm thấy là ok, thằng này nói có lý, mình sẽ xem thử cho biết, thì mình khuyên là nên bắt đầu từ phần 1 rồi sau đó xem dần dần đến phần 2 và phần 3. Mình thì thấy phần 1 ổn nhất, phần 2 nhì, còn phần 3 như đã nói là phần xến nhất. Thế cho nên các bạn hoàn toàn có thể xem phần 1, phần 2 mà bỏ qua không xem phần 3 cũng không sao cả. Nếu các bạn có ý kiến gì về video này thì hãy comment bên dưới cho mình biết. Comment gì cũng được bởi vì bất cứ điều gì các bạn bình luận cũng sẽ giúp mình tăng tương tác và có thể khiến video của mình thêm view. Thậm chí mình từng thấy những comment kiểu không liên quan gì đến phim, chỉ khen cái áo của mình thôi, những comment đấy mình cũng rất là trân trọng. Tuần sau mình dự định làm một video đặc biệt nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Nếu các bạn có hứng thú thì hãy like và subscribe trang YouTube của mình để đón xem video đó cũng như các video khác của mình trong tương lai. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.